50 tuổi đến với phòng khám cách đây 2 tháng vì lý do răng 36 lung lay độ 4. Khi mà sau khi chụp phim mà kiểm tra thì chúng ta thấy rằng là có cái hình ảnh gãy chân răng và tiêu xương quanh ổ răng vì cái tình trạng nha chu, chỉ một cái răng đã được nội nha và phục hình chụp sứ có kim loại. Tư vấn cho bệnh nhân thì là nhổ loại bỏ cái răng này và sau 3 tháng thì có thể quay lại để lựa chọn cái phương pháp phục hình tháo lắp, làm cầu răng hoặc là làm implant nha khoa. Chúng ta thấy là sau 3 tháng bệnh nhân quay lại thì thấy có cái tình trạng là vẫn còn hai cái mẩu chân răng nhỏ trên cái vùng xương ổ răng. Sau khi tư vấn thì bệnh nhân đã lựa chọn cái phương pháp làm cấy implant nha khoa. Đây là cái hình ảnh trước khi cấy với cái chiều dài chúng ta đo được từ mào xương ổ răng đến trần của thần kinh hàm dưới là 14.74 mm. Đây là cái implant, hướng của cái implant sau khi mà cấy xong và nắp cái nắp healing screw, cũng như là kiểm tra cái khoảng cách đến cái thần kinh hàm dưới là vị trí này, chúng ta tạm yên tâm về hướng. Như đã quen thuộc thì chúng ta sẽ dùng cái mũi chepha để chúng ta tạo một cái vạt độc lộ cái vị trí cái implant hình tròn bởi cái mũi chepha đi hết cái chiều dày của cái lợi hay của cái mô mềm. Chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta dùng cái cây nạo ngà để chúng ta nhấc bỏ cái vạt lợi hình tròn này ra. Đây đang quyết định lấy toàn bộ cái vạt lợi tròn này lên mà không để lại cuống. Ở đây cũng như là trên hình X-quang chúng ta thấy là còn một cái mẩu nhỏ của cái mảnh mô chân răng nằm ở cái vị trí gần cái chân xa của răng 5. Chúng ta đã vừa lấy lên cái mẩu chân đấy. Dùng cái cây khám châm này chúng ta xác định cái chiều ngang của cái xương hàm ở vị trí cấy implant. Đây, cái chiều ngang của cái hàm ở trên này và cái lưỡi ở trên này. Dùng cái lưỡi đầu tiên để định hướng cái vị trí cái implant này, chúng ta định đưa vào trong vị trí mất răng. Trong khi dùng mũi đầu tiên thì chúng ta nên chú ý đến cái khớp cắn, cái trục của cái mũi đầu tiên này, nên quan tâm đến cái đường nối giữa các cái đỉnh của các cái núm trong của răng hàm trên như thế này thì chúng ta sẽ có được một khớp cắn tương đối. Chúng ta dùng tiếp cái cây kiểm tra hướng, nó đưa vào vị trí của implant và đặt xuống cái lỗ mà cái mũi đầu tiên vừa tạo được. Chúng ta đặt vào đấy, chúng ta quan sát cái vị trí của implant mới xem nó có kiểm tra với tương quan giữa cái trụ cây định hướng này hay là cái tâm của implant mới với hai cái răng bên cạnh, cũng như là bệnh nhân cắn lại chúng ta kiểm soát cái sự chạm khớp với răng hàm trên. Chú cắn vào giúp cháu ạ. Chúng ta đã có một cái khớp cắn tương đối tốt với cái răng 26 ở bên trên thì cái tâm của cái implant 36 sẽ cắn vào cái đỉnh núm trong của răng 26. Tiếp tục với kỹ thuật là dùng các cái tạo cái vị trí đặt implant bằng các cái mũi từ bé đến to. Ở đây chúng ta đang dùng cái mũi kích thước 3.4 với cái chiều dài dự tính là 12 mm. Trong suốt quá trình làm thì chúng ta dừng lại, chúng ta nên kiểm soát cái độ sâu của cái vị trí implant mà chúng ta muốn đặt để sao cho nó đạt cái chiều sâu chuẩn như chúng ta tính toán. Chúng ta dùng cái mũi cuối cùng để tạo cái đường kính lỗ đặt implant là mũi Finer 4.8. Đây là cái bộ kit cũng như là implant của Dentium. Chúng ta dùng tiếp cái mũi countersink 5.0 để tạo cái đường kính miệng của cái lỗ implant để tương ứng với kích thước
đường kính cái platform của implant này là 504812. Cái đường kính vùng cổ implant là 5.0. Một lần nữa chúng ta dùng cắm châm, chúng ta kiểm tra cái cảm giác chạm vào xương của tất cả bốn vách của cái lỗ implant. Đây là cảm giác xương ở phía gần, cảm giác xương ở phía lưỡi. Chúng ta vẫn còn 2 mm xương vỏ ở phía lưỡi. Sau khi đã xác định hoàn thiện cái đường kính implant ở trên xương thì chúng ta bơm rửa một lần nữa, một lần cuối cùng trước khi chúng ta đưa implant vào, và đồng thời là trợ thủ của chúng ta chuyển cái chương trình về cái chương trình cấy đưa implant vào xương, tức là tốc độ là 30 vòng một phút và không nước. Ở đây chúng ta dùng implant của Dentium với kích thước là 504812, nghĩa là cái đường kính của cái vùng platform là 5.0, vùng cổ implant đường kính của vùng thân implant là 4.8 và cái chiều dài là 12 mm. Cố há to chút xíu. Tiếp theo là chúng ta tiếp chuyển tiếp sang cái giai đoạn vặn implant bằng tay để chúng ta cảm nhận được cái lực cảm của implant. Ta có thể quyết định là có thể phục hồi ngay hay là chờ tích hợp xương. Lực cản rất lớn như này thì chúng ta có thể phục hồi ngay, có thể là đậy nắp tùy cái quan điểm, như là tùy cái phương pháp, tùy cái nhu cầu của bệnh nhân. Chúng ta dừng lại để chúng ta kiểm tra cái chiều cao của implant ở trong xương. Như thế này thì chúng ta có thể lên xuống thêm một chút nữa để đảm bảo cái chiều cao của implant ở trên xương. Chúng ta sẽ tiếp tục đưa cái cây vặn vào và vặn tiếp. Chú có đau không ạ? Không đau một chút nào. Chú há to. Ở đây chúng ta thấy một cái implant đã nằm tốt ở trong cái vị trí của xương hàm, mà chúng ta có một cái vạt rất là nhỏ để chúng ta có thể lắp cái vân mần, hoặc là chúng ta có thể lắp cái nắp healing, nắp cover vào ngay trong cái vị trí cấy này. Cái độ sâu của lợi như thế này là khoảng 4-5 mm. Chúng ta nên dùng một cái nắp healing để giữ chỗ cho cái healing screw, để giữ chỗ cho cái can thiệp lúc lắp thân răng sứ sau này. Chúng ta không cần phải có một cái bước để gây tê hay là can thiệp tạo vết thương ở trên niêm mạc miệng cả. Chú há to giúp cháu. Sau khi siết ốc healing thì chúng ta đã có được một cái dụng cụ, một cái phần che được cái phần mềm vào. Chúng ta sẽ dùng thêm một số cái mũi sâu chỉ tự tiêu, chúng ta bao quát che phủ nốt cái phần lợi mà còn đang khuyết ở quanh cái nắp healing này. Như vậy là bằng hai cái mũi chỉ cắt vít, chúng ta đã cắt hết mà cho cái niêm mạc lợi nó ôm kín khít và xung quanh cái nắp healing để đảm bảo cho một cái sự vô trùng, chờ cho cái implant có sự tích hợp thật xương tốt hơn, chúng ta sẽ phục hình trên cái vị trí implant này.